Ôi. À. Chào em. Dạ. Làm gì đây? Em đi làm về. Làm về hả? À, vâng. Ủa? Đi làm đi xe máy à chứ ô tô không đi à? Đi ô tô thỉnh thoảng đi xa mới đi thôi. À, xe trồng mền không hả? Trồng mền để nhà miết mà. À. Nó vòm nó che nắng che mưa rồi nhưng mà vẫn phải che trùm thêm cái bạt nữa. À, bữa nay hên quá ta. À, xe này ít chạy rồi có bán không? Có gì anh đăng lên trên YouTube rồi anh bán giùm cho. Dạ, có ai mua thì anh cứ bán hộ em ấy. À, em vậy hả? Đổi xe. Đổi xe hả? Đổi lấy xe gì? Chắc mua cái CX5 gì đó. À, vậy hả? CX5, à. CX8 gì đó. Rồi đi vô coi thử coi chiếc xe sao mà. Đang trùm mền, cứ trùm mền riết vậy à. À, vậy hả? 49A118 11080 xe bù à, số bù à. Rio, ui cha, xe trùm mền đẹp quá ha. Đẹp quá em. Xe này cái đời năm nào mà sao mua lâu chưa mà vỏ viết này nọ mà gai rồi nó còn cao vút gì vậy? Đời 24 năm mình mới thay dàn vỏ à? Dạ, mới thay cái dàn vỏ cho nó đẹp. À vậy hả? Còn trơn. 2014 mà đẹp dữ vậy ta. Mấy cái này để về cảnh báo ve đây hả? À. Rio. Thằng kia này nó làm ra nhiều cái hãng xe quá ha. Ông mà sao cái mâm này sao anh thấy cái mâm rin của nó không em? Đúng rồi, rin của nó. Rin nó mà mâm đẹp dữ vậy đó hả? Ô, lần đầu tiên anh mới thấy chiếc Rio này đây. Đẹp quá. Ít đi nên nó còn đẹp lắm. Ừ, mới cứng hả? À. Mới cứng. Bản đủ à. Đèn led bên bây giờ sao nó cứ làm cái xe bản thiếu bản đủ không chị ta? À, nó có cửa sổ trời với này không cửa sổ trời đấy. Để cho dân ít tiền mua theo ít, nhiều tiền mua theo nhiều hả? Nhiều sự lựa chọn. À, có nhiều sự lựa chọn hả? À. Xe trùm mền lâu chưa em? Tuần này không đi. Một tuần không đi à? À. Kiến cục kiến xe luôn. Nó có cái nút mở, mình bấm mở ra. À, mở nó ra hả? Ở đâu mở cái kiến xe ra thử coi. Dạ, để em bấm nút. À, à vào trong xe bấm hả? Cái trầy game kìa. Rồi ra rồi. Cái này à, cái này nó là động cơ mấy chấm em? Cái này nó là 1.4 anh. 1.4, nó chạy 100 cây số thì theo em chạy thì nó khoảng bao nhiêu lít? Cái này nó 1.4 nó ăn ít xăng lắm anh. Khoảng 5 lít tới 6 lít. À, ít dữ vậy hả? À, dạ. À, dạ. Như chiếc này mà bây giờ mới thì nó khoảng bao nhiêu tiền? Có khoảng 700 mấy anh. Còn bây giờ cũ mình bán bao nhiêu? Dạ, cái này em bán 420 triệu. Cái gì? Bán có 420 triệu. 700 mấy mà bây giờ bán chiếc này có 42 mà nó còn mà nó lung linh như vậy đây hả? Đâu anh thấy không? Quá mới nè. Quá mới luôn ha. Xe trời nó đẹp mà sao cái dàn nút này tài xế này kỹ quá, ít xài nè. Dạ, không có xài mày. À, không có xài, nó còn đây, cái dàn nút còn chưa trầy gì vậy. À. Đây này, xe này là hệ thống đề remote nha. À. Đề remote luôn. À, cái không đề bằng start. À. Bấm nút này không có cần. À. Xài chìa khóa. À, không xài chìa khóa luôn. À. Đúng rồi. Cái này nó có vân tay gì không em? Dạ không. Ủa cái B này là đang dừng đổ. Này là đang dừng. À, đang dừng đổ. À, đang coi cái km được bao nhiêu? Km mới đi có 26.000 nè. À. Trời ơi. Dạ, tại không có đi mấy anh ơi. Thỉnh thoảng mới đi xe trùm mền mà. Xe trời ơi, chạy à. Mới có hay có 26.000 hai mấy? À, 26.901 km. Rồi, là cho nó gần 27 đi. Gần 27.000. Để anh coi cái trần đồ. Trần đồ sao mình không bọc cái ni lông vô như mấy người kia ha? Mình để tính để như vậy cho nó nguyên vẹn. Ủa túi khí lớn hả? Cái đấy là cảnh báo. Không, túi khí lớn chứ. Ai băng mà là túi khí lớn. Đây có túi khí ở đây. À đây đây đây. Túi khí để đây. Là túi khí ở vô lăng đây nữa. Vô lăng nữa. Đầy đủ ha. Mọi chi tiết nó gọi là mới 99%. À. Mấy này hai cửa luôn. Đúng rồi. Hai cửa sạc luôn. Cửa sạc này. Rồi có USB nữa này. Thuốc này, USB này. À. Tai nghe điện thoại này. Cái này gì ta? Cái
cái này sông. Cái không, cái này cửa gió. Dạ, đúng rồi. Gió máy lạnh là nó sẽ thổi chiều nào. Đó, nó thổi theo à, nó thổi theo tùy theo cái chiều của mình. Cái này là thổi vô người nè. Đúng rồi, đây nè. Thổi trực tiếp vô tay. Đó, 22 độ C. Nóng nè. AC nè. AC nè, bấm lên là AC nè. Cái nút này xoay là để xoay gì ta? Cái này là lấy gió trong gió ngoài. Gió trong gió ngoài. Cái này là bộ gió, lấy gió trong gió ngoài. Cái này là thí dụ mình lấy gió trong là luân chuyển trong cái xe thôi, là giữ cái khí lạnh. Đúng. Camera. Đằng trước đâu có camera đâu hả? Đằng sau thôi. Đằng sau thôi hả? Xin cát xe công nhận quá đẹp ha. Xe nhà đúng là xe. Chiếc này bây giờ ai mà mua thì thôi chứ. Đây cửa sổ trời nè. Ai mà mua thì thôi chứ. Quá tuyệt vời luôn. Bấm cái nó chạy ra. Rồi, bấm cái nó chạy vô. Bấm mới chạy vào. Đây cái bản đủ nó mới có. Bản đủ nó mới có hả? Lạnh quá em. Máy lạnh thì cực kỳ lạnh rồi. Cái xe này thì nói chung mình đâu cần coi ron coi riết rồi gì chứ. Nó mới tinh như vậy thì thôi. Còn cái gì nữa? Bao mới, bao đâm đục. 400 mấy à? 400 mấy quá rẻ mày. Em bán 425. 425 cho. Nó rin của nó là mấy chỗ? 4 chỗ hả? 5 chỗ. Hả? 5 chỗ ấy. Đâu? Chỗ nào nữa không? Đấy, có 4. Đằng sau là 3, cái đằng trước 2 người là 5. Nếu mình ngồi thêm chứ bình thường 4 người chứ mấy em. 5 người đây. Đằng sau có đăng kiểm nó còn in 5 người luôn. Bỏ đồ. Đăng kiểm nó 5 người à? Đấy, 5 chỗ. 5 chỗ ngồi. 5 chỗ. 5 chỗ ngồi. Năm chỗ ngồi. Đây, 5 chỗ máy 1.4. Máy 1.4 đầy đủ hết ha. Đăng kiểm còn tới tháng 3 năm 2020. 18 tháng 3. Ngày 8/3 hả? Ngày phụ nữ. Ngày phụ nữ Việt Nam. Đúng. Ngày phụ nữ Việt Nam. Trời, em ở Việt Nam mà không biết. Mấy cái inox đồ này nó nằm cửa này rin của nó hay là mình bọc đây? Cái này là nó ốp vào anh. Ốp thêm vô hả? Đúng rồi, cái này nó ốp thêm vào đó. Của nó là nó bằng nhựa thôi. Mình ráp mấy đồ chơi này vô cũng mớ tiền chứ hả? Mấy chục triệu đây. Đây nè, inox hết nè. Inox hết đó. Nhìn nó sáng lung linh luôn ha. Chói mắt quá. Quá đẹp. Wow, cái dàn sàn đồ của nó nỉ luôn ha. Ủa, cái thằng này là của thằng Thaco sản xuất à? Chiếc xe này của Hàn Quốc anh. Hàn Quốc nhưng mà sao nó đề cái này đề Thaco kia? Thì đúng rồi, của Hàn Quốc chứ sao. Mark in Korea. Nhưng mà thằng Thaco nó nhập khẩu. Wow, đẹp. Tắt nhạc đi em ơi. Tắt nhạc giùm anh nha. Đây, trời. Mới ken xà beng ha. Chỉ này không có mất một tí nào chứ. Rin nguyên bản nhá. Đây nè, những cái nốt bấm này. Lúc mà người ta sản xuất mới nó mới có những cái nốt. Đúng rồi, đúng rồi, mình sơn lại là nó sẽ có những cái tép rồi vô. Đâu nè. Bánh sơ cua còn chưa ráp luôn mà. Đó. Nguyên luôn, nguyên bản luôn. Quá mới. Không có đi đâu cho nên là nó còn đẹp. Cái lưới này nè. Ít đi quá ha. Nó chạy chạy mà mới có bằng đó km thì thôi chứ có chạy chọt gì đâu. Đây, cốt đồ. Có chân trai. Nguyên bản nha. Đó, anh nhìn đồ đẹp không? Sáng rực quá. Hồi nãy em nói bán nhiêu? Dạ 420 anh. 420 hả? Rồi. Đây, coi máy móc không? Hả? Coi động cơ hả? Cái này mới quá anh nghĩ dở ra động cơ nó cũng mới toan thôi, thêm cứ bật lên phát đi. Rồi để cho anh coi động cơ nhé. Wow. Ồ, động cơ rồi còn mới tinh ha. Máy nổ. Mấy cái dây tem dây đồ dây mát. Dây mát. Không, ý là mấy cái tem này nè nó còn y chang. Tem còn nguyên luôn nhé. Chưa có lột tem. Chưa lột mấy nhựa này luôn. Cái này là lọc gió. Lọc gió. Cái này là cái gì đây? Bình ắc quy. Vậy hả? Bình điện hả? Lên hoàn toàn. Không có đụng chỗ nào hết. Chưa đụng.
bình này dầu gì? Cái này dầu thẳng. À, dầu lại. À. Dầu tay lại. Thắng chứ? Thắng. Còn một hộp dầu thẳng nữa. Đây là nước này. Ủa tay lái nó tay lái dầu à? À tay lái điện rồi, cái này là dầu thắng. Dầu thắng chứ? Đùa cho vui thôi. Bơm xăng nè. Bơm xăng áp lực nè. À, 4 động cơ. Bốn động cơ xài điện. Xài phun xăng điện tử. À, đây là hệ thống ống máy lạnh nè. Tay mở mà nó còn mới nha. Tay mở. Ít xe mới chạy có mấy ngàn cây số mà. Mấy ngàn mà. Quá đẹp. 420. Ồ, anh chắc quá đẹp luôn. Chắc về anh vay nợ anh mua chiếc này quá. À, vậy hả? À, khoan đợi chút. Rồi, cảm ơn em. À, Hoàng Nam ô tô xin mến chào quý khách. Thì hôm nay ở bên mình là có được ký gửi một chiếc xe ô tô Kia Rio đời 2014. Thì chiếc xe này là của nhà dân họ xài, chưa qua dịch vụ hoặc gì, là một chủ. Và xe rất là ít chạy à, km đồ là ít, rất là ít chạy. Rồi bây giờ các bạn thấy không, chưa có một vết trầy xước hay là một cái gì hết. Bây giờ chúng ta hãy đi một vòng xem thử chiếc xe nha. Xe này bản đủ nè, có đèn led kiến và có cửa trời, có cửa ở trên mui đồ đàng hoàng. Thì bây giờ chúng ta hãy xem một vòng về cái bên ngoài. Thì các bạn thấy không, không một cái lốp chày đồ gì hết, mà những cái này được ốp inox đồ sáng choang luôn đó. Rồi, bên ngoài thì quá đẹp rồi đúng các bạn. Đây dàn vỏ còn mới tinh luôn đó, dàn vỏ mới tinh, dàn vỏ dàn mâm đồ mới tinh. Tại vì xe nói chung là mua 2014 mà các bạn biết không, rất là ít chạy, tại vì xe nhà không có chạy nhiều đó, thành thử ra là xe vẫn còn cái nó đẹp là lung linh luôn, mắt đồ còn sáng choang sáng giới đúng không? À, xe này là bản đủ, có dãy đèn led để chạy ngày đàng hoàng đó. À, biển số này thì biển số chúng ta sẽ cộng thêm tiền là biển số bù. Bù là nhìn vô thấy bù liền, 110 80. Ồ, quá đẹp. Rồi bây giờ chúng ta vào phần bên trong một tí xíu các bạn nha. Về vì một chiếc xe quá mới, còn quá mới thành thử ra là mình quay là để sơ cho các bạn thấy thôi, chứ còn nó còn mới tinh, nó đâu có chưa đến nổi cái cao su mà ron đồ này, nó chưa có một cái vết gì nữa thì làm sao có chuyện mà tút tét đồ này nọ đúng không các bạn. Rồi yên ghế nè, xe này thì xe 5 chỗ đó, xe 5 chỗ mới chạy được có 26.901 km. Là tính ra là chạy còn thua một cái xe máy nữa mà. Thông thường là vậy, 26.000 tính ra là chạy được mới được có 2 năm hả? Nếu bình thường là chạy 2 năm đó, xe nhà người ta chơi đồ rất là kỹ đó các bạn thấy không, nhìn sáng đẹp lung linh đó. Đây
Cái thằng này là nó sử dụng là remote các bạn nha. Xài sử dụng bằng remote và nó đề bằng nút start luôn. Đề máy nè. Nếu mình vô chân ga là sẽ đề. Thôi giờ chúng ta ngồi đây, đây đi. Đó, các bạn thấy không, từ những cái chi tiết như những cái nút đồ nè. Những cái này bởi vì mới có 20 mấy ngàn cây thành thử ra chưa có một chút cái gì là nó bị chày nước sơn rồi gì hết. Đó. Còn coi như là đẹp lung linh luôn. Các bạn thấy. Reset đó. Sáng đẹp lung linh luôn. Từng chi tiết một. Rồi. Bây giờ chúng ta hãy xem ở phía sau này một tí nha. Đây, bạn thấy không? Còn mới tin sờ bên. Chưa có một cái gì hết. Đó. Đây. Đó. Các bạn thấy không? Đó, các cái học tới cái bánh xe cua rồi của nó. Bánh xe cua của nó còn chưa xài tới luôn. Vẫn còn sáng giới. Rồi chúng ta có thể xem qua cái phần động cơ của nó luôn các bạn nha. Đây. Động cơ rồi, còn mới tinh luôn. Nhìn thấy. Còn mới tinh xà bình các bạn nha. Rồi. Nếu mà các bạn nào mà mua thì mình sẽ để số điện thoại trong cái phần mô tả của video á. Điện thoại số địa chỉ các bạn tới mua các bạn nha. Rồi mến chào các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhớ đăng ký theo dõi kênh Hoàng Nam ô tô của mình nhé. Rồi mình chào các bạn.